Mời mọi người xem tiếp diễn biến chapter 54 của bộ truyện. Bắt đầu với trăm vạn minh tệ. Kế tiếp tập trước, lúc này có những chiếc xe di chuyển tới nơi mà lệ quỷ và Vưu Vĩnh đang ở. Lúc này mọi người trên xe đều đi xuống. Những người này được nhân viên của trung tâm điều tra số 9 mời tới. Đột nhiên có một ông chú bước lên phát biểu. Báo cáo của các cậu chúng tôi đã xem rồi. Chuyện lần này đúng thật là rất khó ứng phó. Không những có hai tên lệ quỷ xảo quyệt, mà còn có một tên là người điều khiển quỷ, rất quen thuộc với cách ứng phó của chúng ta. Anh chàng đội trưởng của nhóm nhân viên điều tra số 9 bước lên đáp lại, "Vâng, cho nên chỉ có thể phiền thủ trưởng ạ." À. Anh chàng nhân viên ở phía sau suy ngẫm, "Tạm thời điều động những người điều khiển quỷ cấp cao của tỉnh khác đến để lập một tiểu đội tinh nhuệ tới đây để chi viện. Đây là quy cách của sự việc cấp thiên nó." Ông chú thủ trưởng can dặn, "Cẩn thận chút, phía trước chính là địa bàn của lệ quỷ." chúng ta từ lúc bắt đầu sẽ phải dùng chiêu thức mạnh nhất, không cần nương tay. Đó. Xong lên, nhất định phải ra tay thật mạnh vào. Thủ trưởng và các anh nhân viên của trung tâm điều tra số 9 liền di chuyển nhanh chóng tới nơi của lệ quỷ. Sau khi ông chú thủ trưởng và những người nhân viên của trung tâm điều tra số 9 đi tới, liền thấy hai con lệ quỷ đang đánh bài với Lâm Vũ. Ông chú thủ trưởng ôi thật bất ngờ luôn. Cái, cái tình huống gì đây? Ông chú thủ trưởng tò mò liền hỏi, Vị đó là Phong Đô Đại Đế. Anh chàng đội trưởng nhóm nhân viên liền đáp, "Vâng ạ, à, cậu ấy chính là Phong Đô Đại Đế." Anh nhân viên tóc xanh tò mò liền hỏi, "Nhưng mà tại sao Phong Đô Đại Đế lại đánh bài với con lệ quỷ đó vậy?" Ông chú thủ trưởng sau khi quan sát nhìn thấy những lá bài trên tay con lệ quỷ và Lâm Vũ liền đổ mồ hôi. Lá bài trên tay bọn họ, thật là đáng sợ. Trên lá bài có một luồng sức mạnh khủng bố khó mà nói rồi e rằng hai con lệ quỷ kia cũng không phải là đối thủ. Ông chú thủ trưởng quay người lại hỏi anh chàng đội trưởng nhân viên trung tâm điều tra số 9, "Bộ bài khủng bố đó, nó xuất hiện từ đâu ra?" Anh chàng đội trưởng của trung tâm điều tra số 9 liền lắc đầu chịu thua, "Tôi cũng không biết, chắc là âm cụ của phong đô đại đế." Anh Sex nhân viên tóc xanh ở phía bên cạnh lên tiếng hỏi, "Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Ông chú thủ trưởng vẫn chăm chú quan sát và đáp lại, chỉ có thể đợi thôi Âm cụ của phong đô đại đế quá cường đại Chúng ta hoàn toàn không có năng lực can thiệp Hơn nữa Nhìn biểu cảm của cậu ấy Có lẽ là không cần chúng ta chi viện đâu Lúc này phía bên Lâm Vũ những lá bài của cậu ấy Có điểm số gần như là cao tuyệt đối Phía bên này Vưu Vĩnh Do sức mạnh âm lực đều thua Lâm Vũ Nên không thể khống chế được những lá bài Chỉ đành bị Lâm Vũ đè ép Những con bài có điểm số thấp nhất Lâm Vũ thấy Vưu Vĩnh trần trừ quá liền hỏi hết minh tệ rồi sao? Không sao hết. Âm cụ, âm tài đều có thể trả được. Lâm Vũ lại thu những lá bài về vã bắt đầu đòi tiền. Vưu Vĩnh khóc lóc cầu xin. Tôi, ngay cả huy hiệu bỉ ngạn cũng lấy ra rồi. Trên người không còn thứ gì nữa hết. Lâm Vũ thở vài và nói. Vậy sao? Nếu không lấy ra được món đồ tương đương một ngàn minh tệ, thì sẽ phải chịu trừng phạt đó. Lâm Vũ tức giận liền tỏa ra một làn sát khí cực mạnh âm khí tỏa ra xung quanh khiến mọi thứ cảm thấy lạnh lẽo. Lâm Vũ liền hỏi, hay là ngươi, muốn vi phạm quy định. Vưu Vĩnh ngồi xuống khóc lóc thảm thương cầu xin Lâm Vũ, quản lý đại nhân, tôi thật sự không còn gì nữa, tất cả đồ vật đều đã thua sạch rồi. Lâm Vũ liền phóng thích ra âm lực mạnh mẽ khiến Vưu Vĩnh không dám nói gì nữa. Vưu Vĩnh vừa mở miệng chưa kịp nói thì đã bị Lâm Vũ nhanh chóng giáng một đòn dứt khoát xuống tay Vưu Vĩnh rồi. Một đòn quá nhanh khiến Vưu Vĩnh còn chưa kịp nhìn gì cả đã bị Lâm Vũ chém vào tay rồi. Lâm Vũ dùng cánh tay của mình chém cánh tay của Vưu Vĩnh một cách dứt khoát. Khi Lâm Vũ chém trúng tay Vưu Vĩnh thì âm khí trong người của Vưu Vĩnh phun ra ngoài. Sau đó là cánh tay của Vưu Vĩnh cũng bị đòn chém đó xin luôn. Âm khí vẫn liên tục bay ra ngoài trong sự đau đớn của Vưu Vĩnh. Phía xa ông chú thủ trưởng và những người nhân viên của trung tâm điều tra số 9 nhìn mà cũng cảm thấy lạnh lẽo, sợ hãi theo lại dễ dàng chém đứt tay của lệ quỷ như vậy sao? Linh lực của phong đô đại đế rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào rồi? Cô gái nhân viên phía bên cạnh lên tiếng đáp lại câu hỏi của anh nhân viên tóc xanh, tối thiểu là người điều khiển quỷ bậc năm. Hơn nữa điểm mẫu chốt chính là, hai con lệ quỷ này, chỉ có thể dương mắt đứng nhìn tay của bản thân bị chém đi cũng không hề phản kháng. Nhân viên của ông chú thủ trưởng phía sau cũng đồng tình. Đúng vậy, trên mặt chúng không hề lộ ra biểu cảm hung dữ ngược lại không ngừng cầu xin phong đô đại thế tha mạng cậu ấy đã làm thế nào vậy thật sự quá khó tin rồi lại có thể khiến cho hai con lệ quỷ cúi đầu quy phục phía bên này lâm vũ lại tiếp tục phát bài lâm vũ lại nhắc nhở vưu vĩnh được rồi tiếp tục ván tiếp theo nào vưu vĩnh không cam tâm mắt nhìn lâm vũ khiến cánh tay run lẩy bẩy không dám cầm những lá bài anh ta suy nghĩ cứ tiếp tục thế này cơ thể và linh hồn của ta chẳng phải sẽ bị lấy đi trả nợ hết sao. Vưu Vĩnh thấy mình quá bất lực rồi, chấp nhận chịu thua, liền lên tiếng đầu hàng. Tôi thua rồi. Sau khi nhận thua mà Vưu Vĩnh lại không có tiền trả, vậy là lá bài âm cụ liền bay tới một cách nhanh như chớp. Khiến cánh tay của Vưu Vĩnh bị cắt đứt một cách nhanh chóng. Vưu Vĩnh còn đang cầm lá bài, ngước nhìn qua cánh tay thì mới nhận ra. Sau khi nhận ra thì cánh tay cũng đã đứt rồi. Cậu ta đau đớn la hét trong vô vọng quản lý đại nhân quản lý đại nhân làm ơn tha cho tôi đi cầu xin ngài vưu vĩnh không thể chịu được nữa liền quỳ xuống cúi đầu van xin tôi sai rồi tôi đáng chết tôi không nên giết người vô tội ngài chém đứt cánh tay tôi để tôi chịu trừng phạt xứng đáng xin ngài hãy tha cho tôi một mạng lâm vũ liền trả lời với một câu trả lời rất thỏa đáng mới chém đứt có một cánh tay mà ngươi đã nói là chịu hình phạt thích đáng rồi ư xem ra ngươi vẫn còn chưa rõ hiện thực khiến cho vưu vĩnh lạnh sống lưng trong sự sợ hãi cậu ta liên tục vãi lại xin lâm vũ tha cho ngươi cảm thấy việc giết mấy trăm người vô tội thì bản thân còn bất kỳ một tia khả năng sống sót nào à huống hồ gì ngươi còn nương nhờ quỷ giới cam tâm làm kẻ gian hôm nay ta nhất định sẽ không tha chết cho ngươi lâm vũ cười một cách lạnh nhạt cậu ấy cất tiếng nói mở bài đi vưu vĩnh biết mình chắc chắn sẽ thua liền âm thầm suy nghĩ kế sách. Còn cần mở bài không? Dù sao cũng đã biết mình thua rồi mà. Nếu như kiểu gì cũng chết. Vậy thì liều thôi. Viu Vĩnh liền cầm những là bài một cách nhanh chóng rồi phóng thẳng tới Lâm Vũ. Viu Vĩnh tự nghĩ, sức mạnh quy tắc chắc sẽ có phạm vi. Chỉ cần chạy trốn khỏi phạm vi, mình sẽ có thể thi triển đại pháp di chuyển hai chiều. Trốn khỏi nơi đây, sau khi phóng những lá bài tới Lâm Vũ, Viu Vĩnh liền nhanh chóng quay người cùng con lệ quỷ bỏ chạy. Lâm Vũ thấy vậy liền phóng những lá bài âm cụ siêu phẩm đuổi theo. Những lá bài âm cụ siêu phẩm liền kích hoạt phong tỏa không gian và thời gian. Khiến cho Vưu Vĩnh và con lệ quỷ không thể nào di chuyển được nữa. Vưu Vĩnh liền suy nghĩ trong sự căng thẳng. Sức mạnh quy tắc này căn bản không có phạm vi giới hạn, mà là trực tiếp khoa mục tiêu. Sau khi Vưu Vĩnh và con lệ quỷ bị quy tắc làm cho đứng yên thì những lá bài cũng đuổi kịp sau khi đuổi kịp liền kích hoạt tấn công khiến Vưu Vĩnh và con lệ quỷ từ từ bay màu. Sau khi con lệ quỷ và Vưu Vĩnh bay màu thì chỉ còn lại hai tinh thể màu xanh bay lở lửng. Lâm Vũ liền nhanh chóng thu hai tinh thể đó lại. Lâm Vũ thu hai tinh thể vào tay. Cậu ấy vừa ngắm tinh thể vừa cười một cách vui mừng dưới sự quan sát của những người phía dưới. Trong khi Lâm Vũ đang vui vẻ vì thu hoạch được hai tinh thể của lệ quỷ, thì ông chú thủ trưởng và những người khác cũng đi tới và hỏi, ngài chính là phong đô đại đế sao? lâm vũ cười khẽ đáp lại là tôi hiện tại hai con lệ quỷ đã chết sự kiện kinh dị lần này đã kết thúc rồi mọi người thấy video này hay thì like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé